Điện thoại này em ơi. Ui ôi, bé này son phấn ác thế. Xin chào tất cả các bác nhá. Chào và mừng tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với Hoa Đá Cao Nguyên. Buổi sáng ngày hôm nay thì anh em mình tranh thủ chạy vào chỗ nhà A Páo. Hôm qua thì em không có điện cho em Công, nói là phần chat rồi phần nền đã xong xuôi hết rồi. Đấy, tiến hành đo cửa để làm sớm cho. Như các bác nhìn thấy là ngôi nhà của A Páo là gần như là hoàn thiện hết, xong hết rồi. Còn thấy mỗi phần sân này là chắc là chưa kịp láng thôi. Và ngôi nhà này là anh em mình thấy là rất là đặc biệt, có cái bậc này. Đấy, cái nền nhà, nền móng nhà là cao hơn hẳn so với cái phần nền ở ngoài. Vừa gọi điện liên hệ với Páo rồi nhưng mà Páo không ở nhà, đi có công việc gì ấy. Đấy, tưởng ở nhà thì anh em trao đổi thêm một chút công việc. Đấy, đó là cái phần hỗ trợ của bà Hiền Nguyễn ở bên Mỹ ấy. Thì là có gọi điện trao đổi với lại bên kênh Hoa Đá Cao Nguyên. Và bà cũng trao đổi với lại em Khâm rồi. Đấy, ý tưởng của bà đó là bà muốn giúp cho A Páo làm thêm cái phần mái ở cái khu vực sân này. Đấy, tưởng Páo ở nhà thì anh em có thể bàn. Vì là bà gọi là cho Páo hai sự lựa chọn. Một là nếu mà một là làm mái, hai là làm cái phần bờ rào này, bờ rào B40 như dưới nhà mấy bé. Đấy, bà sẽ cho một trong hai cái phần đấy. Thế nhưng mà hôm bà có gọi điện cho em Công để hỏi là nên cho cái phần nào. Đấy, thì anh em mình thấy nó thiết yếu nhất vẫn là cái phần mái thôi các bạn. Còn phần rào thì có thể sau này làm sau cũng vẫn được. Đấy, nhưng mà làm rào mà không có mái thì không ổn rồi. Đấy, thì có thể là sau này cái phần mái đấy thì bên kênh Nắng Mai TV có những cái vẫn còn những cái khoản tiền hỗ trợ từ các nhà hảo tâm thì có thể triển khai sau. Đấy, mình cũng tư vấn nếu mà bà có muốn cho để mà nó hợp lý, gọi là nó thiết thực nhất lúc này đó là cái phần mái. Vì anh em mình làm mái lúc đầu thì Khâm cũng chỉ bảo là làm đua cái phần mái đằng trước này ra có khoảng tầm hơn 50 phân thôi. Đấy, 50 phân cộng với máng nữa nó khoảng tầm 60 phân. Đấy, thì sau này nếu mà mưa gió các thứ là nó sẽ rất dễ hắt vào trong nhà. Đấy, mình ở đây thì Khâm lại không thiết kế như anh em mình. Anh em mình ở nhà khu vực của hai bé Vần Và thì là thiết kế luôn. Đấy, làm luôn một cái khoảng hiên rộng 1m7 ra đằng trước. Thì sau này không cần phải làm cái mái hiên nữa. Nhưng mà đây khoảng sân của Báo đây thì rất là rộng. Thì đang tư vấn cho bà là làm khoảng ra tầm 3m. 3m mà chạy dài theo cái phần mái chính này thì nó cũng hơn 30m rồi các bạn. Ngoài ra thì hôm trước mình cũng đã trở vào cho Páo là một cái téc nước rồi. Đấy, một cái téc nước đấy thì cũng từ cái số tiền mà bà Hiền Nguyễn hỗ trợ. Ngoài ra thì sau này khi mà làm cửa này, cửa giả xong xuôi đâu ở đấy thì những cái đồ nội thất trong nhà ấy, gồm có giường này, mỗi phòng ngủ này sẽ có một cái giường đấy, cũng như hoàn cảnh của mấy bé thôi, giường sắt đấy, giường sẽ làm bằng sắt này đấy, và tủ này, một bộ bàn ghế, tủ bếp nữa đấy. Đấy là những cái phần mà bà Hiền hỗ trợ ngay từ đầu rồi và đã có gửi tiền cho bên kênh Hoa Đá Cao Nguyên và em Công thì đang triển khai rồi. Thì mới nữa xong xuôi hết những cái phần cửa này thì anh em mình sẽ trở vào một thể. Đấy, tưởng Báo có ở nhà thì hôm nay thì cũng muốn thông báo luôn với Báo là nhà của mấy bé cháu nhỏ của Báo ấy, cháu gọi là Báo gọi là ông trẻ ấy, thì cũng có một cái phần quà nữa. Đấy, đến từ bà Hiền Nguyễn. Đó là một bộ bàn ghế sắt, bàn ghế khung bằng sắt sẽ mặt ghế các thứ này anh em mình vẫn làm như ngày xưa, ngày trước đó là ốp bằng ván nhưng mà mặt bàn thì sẽ ốp bằng đá. Đấy, còn nhà Báo thì sau này cái khu vực này thì cũng có một cái bộ bàn ghế này. Đấy, bàn ghế như nhà chị Say ấy. Đấy,
mặt thì cũng sẽ làm bằng đá xẻ đấy, cho nó sạch sẽ. Đấy là những cái phần mà hôm nay vào đây vừa đo cửa kết hợp với thông báo để mà cho mọi người cùng biết, và cảm ơn bà Hiền rất là nhiều. Đấy, trong thời gian từ năm ngoái, từ khi mà anh em mình triển khai làm kênh, bắt đầu từ những hoàn cảnh trường hợp của em Hồng Hoa Đá TV, là bà đã đồng hành cùng với lại kênh của anh em mình suốt từ bấy đến giờ. Tất cả cái hoàn cảnh nào mà anh em mình đi chia sẻ, cần sự giúp đỡ thì đều có sự quan tâm, hỗ trợ từ bà. Đấy, những cái món quà rất là thiết thực. Đấy, bà thì là một người rất là tiên tiến, mặc dù năm nay này bà cũng ngoài 70 tuổi rồi, nhưng mà bà vẫn rất là suy nghĩ chu đáo cho các hoàn cảnh. Đó là những cái món đồ mà làm ra nhé, thì luôn luôn hướng đến sự bền bỉ, chắc chắn cho mọi người. Thì mọi người, các bác cũng thấy đấy, là toàn bộ đồng bào mình thì dùng những cái đồ đạc các thứ là cũng không hay giữ gìn lắm, hay một là các cháu nhỏ hay nghịch ngợm. Đấy, nên là bà luôn luôn là mong muốn làm sao đồ cho thì là phải dùng được lâu dài. Đấy, nên là tại sao là những cái công trình, những cái trường hợp mà bà cho thì anh em mình đều làm những cái đồ sắt. Đấy, không phải là anh em mình tư vấn đâu, mà là do bà thấy là ở bên phương Tây là người ta sống, người ta cũng sử dụng những cái đồ như thế, nên là bà mới thấy là nó hiệu quả, nên là cho tất cả các hoàn cảnh. Ây da, xong xuôi hết rồi, được quả bếp rộng nhỉ. Được hết rồi. Rồi bây giờ anh em đi đo đã. Lần này có khả năng là làm sẽ khá là cấp tập. Bởi vì ngoài nhà báo này thì anh em mình còn đang triển khai ngôi nhà của hai bé Vần Và. Nhà của Vần Và thì cũng đến giai đoạn nước rút rồi, đang chát chít. Mấy hôm nữa là một vài hôm nữa là chắc là chỉ khoảng 1-2 hôm nữa thôi là đã có thể là xuống cái phần nền được rồi. Đấy, đến lúc xong phần nền là anh em mình cũng phải đo để triển khai cửa luôn. Our hearts beat through the city streets. We begin to feel the fire. Vào đây nha mọi người. Không nói chuyện được với ai các bạn. Vợ của Báo thì không nói được tiếng phổ thông rồi. Lần này thấy là Khâm chọn là những cái gạch nên là chủ đạo là tông màu sáng. Màu sáng thì nó sạch sẽ, nhìn nó sáng, sáng nhà. Thế nhưng mà quan trọng là hoàn cảnh phải biết giữ gìn cơ. Thực ra là cái ngôi nhà này thì bản thân là đã rộng hơn nhà của Vần Và rất là nhiều rồi, rộng hơn nếu mà tổng cảm giác nó rộng.
Dọn sớm thế, bao giờ vào nhà mới đấy? Chị Bóc hai. Có hai cái răng vàng đẹp thế. Đây, đo lốt kiểu em. Tí thì bỏ sót. Cú này hôm nay không đi học à? Nghỉ học rồi à? Học lớp mấy rồi mà nghỉ? Lớp 3. Lớp 3. Sắp lấy chồng chưa? À. Hôm anh em vừa làm xong cái mái này. Cái phần mái này thì hôm trước làm là xong đâu vào đấy, là đang làm thì bị mất điện nên là không hoàn thiện được. Đến hôm sau này anh em mình mới xử lý lốt thì được khoảng tầm một ngày thì mưa đá. Mưa đá bão à, may là cái phần mái anh em mình làm vẫn không có vấn đề gì. Có lẽ là xem ở trên video thì bà Hiền thấy bảo là tí nữa xem con thằng này bị tốc cái úp sườn, không biết phải không? À, có phải đâu, không phải. Hôm nọ có lẽ là bà xem trên video của Khâm với lại hôm đấy là có một thầy từ tận đâu nhỉ, Đà Nẵng hay ở miền Trung ra mà kia vẫn ok mà kia phần hai đầu hồi là mình bịt bằng ốp sườn bé bé để che những đầu xà thôi. Đấy, hôm vừa rồi trận bão là cái hàng vít cuối cùng kia là vẫn đang bị thiếu vít. Đấy, hôm nay làm xong thì lắp cửa thì sẽ hoàn thiện nốt. Ai dạ, báo mà nó láng được hết cái sân này nhỉ. Quá rộng. Có mà tha hồ phơi ngô phơi thóc. Chứng tỏ báo là đất đai nhiều chứ. Anh em còn nhà vệ sinh à. Không biết là xây chỗ nào. Đấy, nếu mà như mà theo như báo, nếu mà muốn mà rào rậu mà cho nó đủ ấy là phải rào hết. Nếu mà xây nhà vệ sinh này này
Đấy, bà Hiền mà nếu mà đã cho rào là bà sẽ cho rào quây hết cả nhà vệ sinh. Coi như là đêm hôm trẻ con mà có đi ra nhà vệ sinh, đi vệ sinh là không cần phải đi ra ngoài. Đấy, vẫn đi trong cái khuôn viên rào rộng này. Thì đêm hôm thì cũng không nguy hiểm gì cả. Vì ở đây khu vực này thì thấy bảo là cũng không được ấy cho lắm, thi thoảng vẫn có trộm cắp vặt. Nhưng được cái là thế đất của nhà báo chỗ này công nhận là anh em mình phải thừa nhận là đẹp. Đấy. Ở chỗ này xây dựng nhà cửa là cũng thoáng đãng. Mỗi cái việc ở đây là các bác thấy là mọi người dân ở đây là chôn cất, gọi là mồ mả mộ miếc là nó không tập trung. Đấy. Cứ nhà nào đất ở chỗ nào hoặc là mua được một tí chỗ nào đấy là cũng an táng người mất ở khu vực đấy, nên là lên trên này thấy là mộ rất là ở những cái vị trí là ngay gần nhà, gần khu vực nhà ở. Đây, cái Thật mộ ra này ngày xưa là mang ra đồng để chôn đấy, đúng không? Nhưng bây giờ là nhà nhà người đông rồi, nhà sẽ phải phát triển về thôi, hết chỗ là phải xây gần thôi. không hẳn đâu. Ở trên đây thì anh em mình đi vào thôn và bản là thấy là cái phần mà gọi là nghĩa trang nghĩa địa để tập trung ấy, chôn cất người người chết ấy là không có. Nếu mà theo đi vào đồng bào dân tộc H'mông là người ta không chôn tập trung vào một chỗ. Đất nhà nào Đấy, nhà ấy đất chôn nhà luôn. nào nhà ấy chôn, hoặc là chôn ở trên núi. Những cái phần đất mà không của ai hoặc là như báo đã chia sẻ thì thấy bà Hiền có xem được là ngày trước là đổi cái chỗ để mà chôn cất có 1-2 cân gạo thôi. Đấy, lấy một cái hộ chỗ để chôn người chết này này. Đấy, lấy một cái khuôn viên này. Nên là đi đây là nó còn xa nhà nhá. Đi có những cái chỗ mà ở trong bản này, mộ còn sát nhà cơ. Mà người đây như là mộ của người Hoa này, hôm Khâm đã hỏi này, mộ này mộ người gốc Hoa này, còn những mộ kia mộ người Mông. Được cái thế đất đây đẹp. Ở khu vực ở dưới này là người ta trồng màu rất là nhiều này. Đấy, khu vực ở dưới phía dưới này, ở dưới này là người ta Dứa. trồng hoa quả, trồng cây ăn quả. Đường đi vào đây cũng khá thuận lợi. Đấy, nghe nói đợt này báo còn được các nhà hảo tâm là hỗ trợ giúp mua cho cả mấy cây. Đấy, không phải cây trâu cây bò nữa. Đấy là đã là một cái để mà cơ sở để phát triển kinh tế rồi. Đấy, là những cái gọi là những cái tư liệu sản xuất rồi. Hy vọng là sau này anh em mình thi thoảng đi qua đây là vào nhà báo là sẽ thay đổi hơn rất là nhiều. Nhà cửa thì là quá ok rồi, nhà cửa là một cái kỳ tích rồi, là một cái mà rất quá là tuyệt vời khi mà được các nhà hảo tâm ở trên kênh của Nắng Mai là hỗ trợ được một ngôi nhà to đẹp như thế này rồi. Mà sau này bên kênh Hoa Đá Cao Nguyên là còn có những cái phần quà của bà Hiền Nguyễn hỗ trợ, những cái đồ dùng nội thất ở bên trong nữa. Đấy, hy vọng sau này khi mà vào thì cái cuộc sống của báo gọi là cái kinh tế, cái làm ăn sản xuất là sẽ có nhiều cái để mà các cái hoàn cảnh khác học hỏi. Rồi, có lẽ là anh em mình xin dừng video tại đây thôi các bạn. Hôm nay cũng chỉ là đi đo cửa thôi, hôm nay không gặp được báo để trao đổi những cái công việc kia. Đấy, sơ sơ về công việc của kênh Hoa Đá Cao Nguyên như vậy. Xin chào cô bác anh chị và tất cả mọi người. Hẹn gặp lại ở những video lần sau ạ. Xin chào.